Chào tất cả các bạn, mình là Tới TNT đây. Hôm nay mình sẽ làm một hoa hồng bằng lá dừa. Nhưng mà cách này nó sẽ cũng đơn giản mà hoa nó cũng đẹp như thế này nha mọi người. Rồi công cụ của mình làm á thì cần hai cọng lá dừa như thế này. Đó, và cái kéo. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha. À, lá dừa này á, mình sẽ tước ra. Tước ra nha. Đây, tước như thế này. Lá dừa mình sẽ tước cái gì? Thì hoa hồng này làm nó hơi mình nhìn thấy kiểu hoa, cánh hoa nó rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Thì cái này dùng để trang trí chậu bình bông hay chậu bông đó, mình làm nhiều loại mình trang trí nó nhìn rất là đẹp. Rồi mình sẽ làm như thế này, mình đó tổng cộng là 4 cọng như thế này đây. Rồi 4 cọng này á thì mình lấy một cọng nè, này cọng này mình chắp lên như thế này đây, mình sẽ bẻ cọng một đầu này nè, mình vẽ cong xuống đó là mình giữ mối nè. Đó, cọng thứ hai này á, cọng thứ ba này á đó, mình cũng chấp đây, mình cũng bẻ mối. Rồi cọng kế tiếp á, mình cũng bẻ như thế này, chồng ở trên bẻ mối xuống. Rồi cộng đầu thì mình sẽ bẻ xuống cộng thứ thứ ba, bẻ mối lại cộng thứ ba. Được đầu mối như thế này. Mình sẽ cái cộng này nè, mình bẻ vòng qua như này đây đó. Cộng thứ hai mình bẻ vòng qua cộng thứ nhất. Đó. Cộng thứ hai mình bẻ vòng qua luôn. Rồi cộng thứ ba mình bẻ vòng, cũng bẻ vòng qua luôn tạo cái mối. Rồi còn lại cộng thứ tư á, thì đây đó, cộng thứ tư này á, mình sẽ xỏ qua cái mối đầu tiên của cộng thứ nhất mình bẻ nữa. Thế này đó. Đó, mình tạo mối vậy nha. Rồi tới công đoạn này là cái đoạn cũng tương đối quan trọng nè. Này gì nè, mình sẽ bẻ cái mối như thế này đây, mình tạo một hình tam giác, mình tạo thêm hình tam giác thứ hai nữa, này bẻ qua gì thì sau đó là mình sẽ xỏ cộng này qua cái lỗ bên đây để tạo cái mối hình tam giác này. Đó, như thế này đây. Cộng thứ hai cũng tương tự như luôn, tạo hình tam giác. Tạo cái mối xuống, thành hai hình tam giác. Tương tự, đó mình xóa qua lỗ bên đây. Đó. Đó, cái này cũng như mình tạo cái cánh hoa góc dưới nè. Đó. Thì đây tới cổng thứ ba, cổng thứ ba thì này mình cũng tạo y gan luôn, tạo cái mối luôn đó. Đó, mình làm được cái mối đầu tiên thì mấy mối sau mình làm tương tự y gan luôn nha. Đó đó, bẻ qua cũng nằm ở dưới nè, bẻ qua gì đó, tạo hình tam giác xong xỏ đó. Đó mình tạo được cái hình như thế này nha. Thì mình có, nếu mà làm hơi nhanh á, mọi người nên tua lại cái video mình á, rồi tới đâu thì đứng lại và mình làm tiếp.
Sau đó mình lấy cọng lá dừa nãy mình tước, cọng gân lá dừa này. Mình cắt một khúc nha. Mình cắt được khúc như thế này nè. Đây. Đó, khúc này nè. Mình sẽ xỏ. Xỏ trong lỗ giữa này đây. Đó, xỏ qua. Cho thấu qua luôn. Đó. Xỏ qua được mình được cái mối như thế này nha. Rồi, tiếp tục. Tới công đoạn này á, thì mình sẽ bẻ xéo này qua. Qua đây. Con này mình xéo qua lắp bên cọng thứ nhất, cọng thứ hai lắp bên cọng thứ ba, cọng thứ tư lắp qua cọng thứ ba, xỏ qua cọng thứ nhất. Đó, xỏ qua. Nè. Đó. Kế tiếp nữa là mình quay lại như công đoạn đầu tiên. Đây, tạo hình tam giác. Thứ nhất, giác thứ hai. Nó xỏ qua đây. Xỏ đâu này. Đó. Đó. Cái thứ hai cũng vậy, hình tam giác. Giác thứ hai. Đó. Xỏ qua cộng thứ xỏ qua đó đây. Đó. Đó. Kế tiếp nữa nè. Đây, cộng này mình có tam giác qua này, tam giác qua đây. Xỏ qua. Đó. Tiếp tục cộng ở dưới. Mình làm điều 4 y gan như cái công đoạn đầu tiên đó. Mình cứ làm như thế, làm thế, làm. Đó. Thấy không? Nên mình tạo được 1 nè. 2 nè, 3 nè, 4 nè. Nè, ở dưới nó cũng có nè. Đó. 1, 2, 3, 4 nè. Đó, mình cứ làm như thế lên hoài. Rồi tiếp tục công đoạn kế này là mình bẻ xéo qua nữa. Tạo cái điểm đó. Mình tạo gì nè, đặng cái mấy cái cánh này nè, nó xô le với nhau. Đây, xỏ qua. Như đó. Mình bóp cái mấy mối này nè, cho nó chắc chắc đó. Đó chắc này. Tiếp tục là mình tam giác nữa nè. Thì tâm lý xuống nhánh thứ hai, xỏ qua lỗ này. Tiếp đây hình tam giác đây, nhất thứ hai xỏ qua lỗ đây. Đó, bạn đã quen cái mối đầu tiên rồi, cái mấy cái mối thứ hai này là mình rất dễ làm nha. Đó. Đó, xỏ qua. Mình thấy nó xô đây không? Đó, là cái mối nhất, mối thứ hai. Mối thứ hai. Đó, xỏ qua. Đó, để mấy cánh này xô le nữa, tiếp tục mình làm cái bẻ này nữa, thứ nhất nè, cộng thứ hai nè. Đó, cộng thứ ba này, cộng thứ tư, xỏ qua này. Để mình làm cái mấy cánh này xô le chứ không có gì hết. Đó, mà thấy có nhiều cánh chưa, bắt đầu nhiều cánh này nè. Đó, đó, đây, bẻ tam giác, tiếp tục. Mấy anh nào khéo khéo tay ha, làm cái này mà tặng cho người yêu cái thôi, khỏi nói rồi. Đây. Nói chung thì qua mình là tự tay mình làm, mình tặng cho mình á thì nó có ý nghĩa hơn, nó thực tế.
nó có thể tạo cảm giác cho cái người mình tặng đó. Nên còn mình mua thì nó đẹp thiệt nhưng mà nó hơi cái gì đó, nó có khi người ta nhận người ta cười vui nhưng mà trong lòng người ta cũng như không 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 có cảm giác lắm đó. Đó. Rồi tiếp tục nè. Mình sẽ bẻ 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 xỏ qua. Rồi nó còn cục quá thôi thì mình sẽ không có làm cánh nữa. Nhưng mình bẻ làm cho làm nụ. Đó. Rồi. Nó đã như thế này nè, ngon không? Đây. Thì mình đây khúc cuối cùng á. Tại mình ban đầu mình xỏ mình có lỗ ở này là có ý định rồi, đây nè, mình sẽ xỏ qua đây. Nè, hai cọng đây xỏ qua nè, đó. Rồi tới hai cọng bên đây. Xỏ ngược lại. Đây xỏ ngược lại. Tạo điểm nhấn vậy đó. Khi mình lấy xỏ vô rồi phải không, mình lấy mình kéo kéo đi kéo chắc chắn luôn, chắc lộ luôn đó. Mình làm bóng bó bao nhiêu đeo mọi người, mình bó luôn chùm bó ba bó vậy thôi đó, rất là đẹp đó, rất đẹp mọi người đó. Mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like ủng hộ giúp mình ha. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người.